Trời đất ơi, quán cà phê bữa nay giống như dẫn trời vậy. Từ sáng giờ không có bóng người nữa thì thấy ghê vậy trời. Cho con ly cà phê sữa đá. Vi, không bị gì vậy? Trời đất ơi, qua một đêm thôi mà sao con thê thảm vậy hả? Vụ gì vậy? Con không ngủ được. Con không ngủ được hả? Không ngủ được. Trời ơi, sao mà con không ngủ được vậy hả? Con bị mất ngủ cả đêm. Trời ơi, nhưng mà tại sao lại mất ngủ cả đêm? Con suy nghĩ gì? Con buồn cái gì mà con ngủ không có được? Cô biết không, cả một đêm qua con thức trắng, con suy nghĩ. Con suy nghĩ về cái chuyện vợ chồng của anh Hải với Dung nè. Ủa, vậy làm qua là con rình vợ chồng của Dung với Hải rồi con ngủ không được hả? Trời, cái gì vậy? Mày bị gì vậy con Dung? Cô Lan. Gì? Cho con ly cà phê đen đi. Trời ơi. Hai con luôn hả? À, hiểu 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 hiểu. Con nghĩ là một con hành động, còn một con thì theo dõi. Con này theo dõi cho nên ngủ cũng được, con này hành động cho nên là cũng ngủ không có được. Trời ơi, hai đứa bay dễ sợ quá. Con ơi, phải dưỡng sức nha con. Chứ còn nếu mà con cứ huỳnh huỵch cả đêm như vậy á là sức con chịu không có nổi đâu. Con nói thiệt đó, phải dưỡng sức, đừng có vì là tìm. Tại vì con biết nó đang kiếm em bé cho nên con thông cảm đi. Mà nó làm gì mà dễ sợ mà để cho con Vi nó ngủ cả đêm không được kìa. Không được cô ơi, con mà không chịu anh Hải á, anh quýnh bòm đầu rồi anh đập điện thoại con luôn á. Mày nói chứ, chịu chịu thì chịu chứ mà nó hành hạ nhỏ kiểu này là chết không nổi đâu con ơi. Hành hạ bà này thôi chứ, hành hạ luôn con nè. Thì bởi vậy trời. Nhưng mà nó bắt hầu hạ kiểu gì vậy? Nó bắt hầu hạ kiểu gì mà sao nhỏ này ngủ không được luôn vậy? Đây đây, con thuyết minh con kể nha. Hôm qua ha, con tắm rửa sạch sẽ con lên giường. Con nói hôm nay con ngủ sẽ ngon lắm này. Con đang thiêu thiêu ngủ cái đâm. Ông Hải đi nhậu xỉn về. Thì con nghĩ là ổng nhậu về rồi ổng lăn ra ổng ngủ. Rồi thôi, giờ tới mình thiêu thiêu mình ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ nghe, uống nước đi. Trời ơi. Đó. Vậy chắc bà này đi lấy nước. Con nghe im im nữa con nói rồi, uống nước xong là ngủ. Con lại thiêu thiêu ngủ. Lấy cháo đi ăn. Lại lấy cháo ăn. Xong rồi lại thiêu thiêu ngủ. Hát nhạc rap tôi nghe đi. Rồi bây giờ bà này bà hát ứng gì đùng. Rồi hát cái lương đi. Hát ứng gì đùng. Rồi bây giờ nhảy tưng 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 đi. Rồi nhảy tưng 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 coi như hai người. Trời ơi rầm 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 ở trên. Đúng rồi đó con, y chang vậy luôn nè. Cứ mà hễ ngã lưng cái là rá. Xong rồi cứ ngã lưng xuống rá. Xong rồi cứ ngã lưng xuống rá. Bây giờ thành vậy luôn nè. Ôi trời ơi. Cô thấy dạ, cái con này mà nó cứ bị thằng Hải kiểu đó là chết không có được đâu. Chết chắc luôn á. Con Vi nó nói đúng sao đó. Đi con phải vùng lên. Chị phải cố lên, dùng lên, thể hiện sức mạnh của phụ nữ. Chứ bây giờ chị cứ hả giống như là hả chồng chị bắt sao gì làm y chang vậy mà chị khổ, mà chị làm em khổ, mà em khổ em than, xong rồi cô Lan cũng khổ luôn nè. Con phải bắt chước cô nè, hiểu không? Đúng, con phải dùng lên. Đúng rồi. Quyết tâm để làm cho anh bỏ nhậu. Đúng rồi. Mà con làm sao? Con làm cách nào? Làm cách nào giờ con? Yên tâm, để em lo. Quân sư à, liệu rằng cái cách này có ổn không quân sư? Trời ơi, lấy gì mà không ổn, không thấy em ngụy trang hết rồi hả? Một lát về thế nào ông cũng hỏi về cái bàn này nè. Không, bây giờ mình để hở bên đây, mình giấu bên kia, lát em chui xuống dưới. Trời ơi, yên tâm đi, tủ lượng em cao lắm. Ổng xin nhé gì? Chị tin em đó nha. À, anh về rồi kìa. Thôi, đừng có ăn nữa, đừng có ăn nữa. Thôi, núp xuống lại lên, lại lên. À, anh về đâu? Qua trời. Úi trời, sao bữa nay cái bèn mà tự nhiên mày đặt bữa bỏ cái khăn bèn nào lên như trong nhà hèn vậy bà nào?
bỏ ra đi sao nó cấu vậy? Đừng, anh đừng có đụng vô bất cứ cái gì mà em đã trang trí trên cái bàn này. Tại sao? Tại vì em đã mất cả buổi trời để mà em bày biện cho nó thiệt là đẹp mắt. Là em muốn có cái chuyện quan trọng để em thổ lộ cùng với anh. Cho nên anh đừng có đụng chạm vô, em sẽ đau lòng lắm. Vợ chồng ở với nhau bao lâu ra bị đặt rồi có cái gì mà thổ lộ? Hôm nay Dung trịnh trọng tuyên bố với Hải là Dung muốn thách đấu với Hải. Thách đấu cái gì? Thách nhậu với Hải. Qua tao. Nếu mà Dung thắng á, là Hải phải hứa với Dung là từ rày về sau là Hải bỏ nhậu. Hải chơi không? Mày điên quá. Điên vừa phải đâu. Tự dưng là kêu nhậu chung với người ta. Thách đấu gì điên vừa phải thôi. Sợ. Ý là từ chối không muốn thi đấu gì. Thôi được, không cho anh thi nữa. Vậy thì anh phải hứa là anh bỏ nhậu. Mà không quê, không phải là tôi sợ. Mà lại là tại vì tôi sợ là tôi uống gì bà uống không lại. Tôi bà xíu ngay tại đây luôn nè. Nó giỡn. Gì? Anh sợ tôi uống không lại anh hả? Bà làm gì mà uống lại tôi mới bị đặt. Uống lại không? Uống lại không ta? Uống lại không ta? Xin lỗi anh à. Bây giờ em uống lại anh thì anh đồng ý không? Đồng ý là sẽ bỏ nhậu không? Vô. Đổi thách luôn. Chuyện nhỏ có gì đâu. Rồi vô đi. Ly đầu tiên. Coi như là mình chào hỏi. Rào. Ly này ly chào hỏi đúng không? Chào hỏi. Mời các hè uống trước. Xin lỗi à. Mời các hạ uống trước. Dạ, nữa chuyện này chuyện nhỏ này. Coi tôi uống nè. Nghe cái tiếng e e gì ở đâu đây nè bay. Em à nè chứ ở đâu. Em uống rượu nó đã quá em phải à chứ ở đâu. Tiệc buồn á hả? Sao? Uống đi chứ hết rồi nè. Rồi uống đi. Tốt. Rót đi. Rồi, ly thứ hai. Ly này mới gọi là thách đấu. Thách đấu đúng không? Ừ. Ra uống. Mời uống. Cái gì vậy em? Cái gì? Đã. Đã quá. Phải. Nè. Cái này là bè tự bè tét động vô cái thân thở bè. Thì đúng rồi. Hồi nãy là giống như là có ai tét động vô bè á. Trời ơi là do em uống xong cái người em nó rần rần. Em thăng qua cái em. Đó. Đúng không? À. Đúng không? Anh uống anh phơ anh cũng tự vô nuôi á. Anh uống cái ly này cho em coi nè. Đó. Giỏi quá mà. Ai. Giống cờ, quá đẹp đâu. Nó đó. Một ly nữa. Ly thứ ba. Chung kết. Ly này ly chung kết. Ai thua là thua luôn. Rồi, vô. Vô. Ê, ba. Vô. Đã quá. Cái bè này giống như thần tinh này. Từ nó nấu đi chèn tiếng ngừ luôn. Nó có giọng của em mà. Giọng gì bè lè quá vậy? Giống như bị khen giọng gì bè nào không? Nó em đang rên nè. Có xèo tôi. Thiệt mà. Tôi thấy đỡ cái tấm rèm này là tôi hiếu đâu. Đúng mà, anh ở trong mà. Quá trời ơi mê, quá trời ơi mê. Quá trời ơi mê bè. Quá trời. Quá trời. Dạ. Sao mà đúng là mê bè luôn á. Cái đầm bận y chang là cái rem này luôn á chứ trời. Dạ. Trời hết trời luôn. Cái mẹ nào là sao tự dưng có mặt ở đây vậy trời. Sao? Hả? À, có mặt ở đây được không? Bây giờ trời ơi, quân sư ơi, quân sư kỳ vậy. Bây giờ không sai là không về. Trời ơi. Nhớ. Ông nghe. Trời ơi.
gì vậy trời? Xử lý không à? Bình thường anh về là anh hành hạ vợ anh đúng không? Hành hạ cái gì? Bà lui ra, tôi nói chuyện với vợ tôi. Thì ra từ nãy tới giờ lừa tôi đúng không? Lừa tôi xong rồi uống rượu đưa cái ba này uống chứ gì? Quay 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 đừng có manh động nha. Quay bước qua cái này là bước qua xác tôi nè. Làm sao? Sao? Ây da. Bây giờ ngồi nói chuyện với hai người đàn ông rồi. Sao? Bình thường anh về anh hành hạ vợ anh, tôi hành hạ đây anh. Anh nhắm anh chơi được mấy cái này hả? Mấy tính đấy. Giờ coi nó kia. Sao? Anh phải hứa là tôi nay về sau không được hành hạ vợ anh nữa. Còn không là tôi sẽ lấy cái này, tôi hành hạ anh. Bậy làm gì mà có hành hạ? Hành hạ không? Sao? Tôi hảo vợ tôi, hảo vợ tôi nè. Bây giờ bình thường thì anh với anh đi nhậu với là anh hành hạ em vậy luôn á hả? Ừ. Không có. Thấy chưa, làm gì có. Gấp 10 lần như vậy. Gấp 10 hả? Quân Sơn. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Mẹ nghe buồn vui không? Mẹ nghe buồn vui không? Mẹ nghe buồn vui không? Chỉ có anh là đừng mở trong lần thứ bảy đầu tiên rồi. Ngày trước mẹ cũng thất bại biết bao nhiêu lần mẹ mới có ngày hôm nay. Xin lỗi em, quán cà phê này ngày hôm nay là có rồi. Trời đất ơi, sao vậy con? Hai đứa đừng có đánh lộn nhau. Ê, chưa có đánh lộn. Chứ sao bây giờ hoặc là rồi hoặc là chưa. Sao tự nhiên bây giờ lại chưa có đánh lộn, có nghĩa là sẽ có hả? Thì cũng đại loại.